Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, một nguồn tin an ninh Lebanon Bang nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc không kích của Israel vào trung tâm Beirut đã nhắm vào ít nhất một quan chức cấp cao của Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Ông Wafi Safa, người đứng đầu đơn vị liên lạc và điều phối của Hezbollah, chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan an ninh Lebanon Bang, đã bị Israel nhắm mục tiêu vào tối ngày 10 tháng 10 nhưng vẫn sống sót. Các cuộc không kích của Israel đã tấn công vào khu dân cư đông đúc gồm các tòa trung cư và các cửa hàng nhỏ ở trung tâm Beirut. Trước đó, Israel chưa từng tấn công khu vực này, vốn cách xa vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi trụ sở của Hezbollah đã bị Israel ném bom nhiều lần. Israel không đưa ra cảnh báo sơ tán trước các cuộc không kích hôm 10 tháng 10. Đây là cuộc tấn công thảm khốc nhất vào trung tâm Beirut kể từ khi bắt đầu các cuộc giao tranh. Bộ Y tế Liban ghi nhận có 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Sau khi Israel giết chết một loạt các quan chức cấp cao của Hezbollah trong những tuần gần đây, bao gồm cả thủ lĩnh cấp cao Hassan Nasrallah, ông Wafi Safa là một trong số ít những nhân vật cấp cao còn sống sót, thì các cấp lãnh đạo cao cấp của nhóm này đang chật vật tái tổ chức. Nỗ lực giết ông Safa, người có vai trò kết hợp các vấn đề an ninh và chính trị, đánh dấu việc mở rộng mục tiêu của Israel nhắm vào giới quan chức Hezbollah, trước đây vốn đã tập trung vào các chỉ huy quân sự và các nhà lãnh đạo cấp cao của nhóm. Trong khi đó, quân đội Israel cũng đã ban hành cảnh báo sơ tán mới vào đêm ngày 10 tháng 10 đối với các vùng ngoại ô phía nam của Beirut, bao gồm các tòa nhà cụ thể. Trước đó trong ngày, Israel đã cảnh báo người dân Liban không được trở về nhà ở phía nam để tránh bị thương do chiến tranh. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết hai nhân viên của họ đã bị thương trong một chiếc xe tăng của Israel bắn vào tháp canh hôm 10 tháng 10 tại trụ sở chính của lực lượng này ở Ras al đâm vào tháp và khiến những người gìn giữ hòa bình này ngã xuống sự an toàn của hơn 10.400 nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban đang ngày càng bị đe dọa và các hoạt động hầu như đã dừng lại kể từ cuối tháng 9. Theo người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, James Barrier Lacrosis, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc gọi các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Nhà Trắng cho biết Mỹ vô cùng quan ngại trước thông tin lực lượng Israel đã nổ súng vào các vị trí của Liên Hợp Quốc và đang gây sức ép với Israel để cung cấp thông tin chi tiết. Trước đó, ngày 10 tháng 10, các quan chức Ả Rập cho biết Tehran đã gửi cảnh báo tương ứng tới Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê Út và Qatar. Chính quyền các nước này được cho là đã thông báo tới Mỹ rằng họ không muốn cung cấp cơ sở hạ tầng quân sự hoặc không phận cho Mỹ và Israel để thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran. Nếu vậy Israel sẽ phải điều máy bay qua Jordan và Iraq hoặc qua Biển Đỏ và xung quanh bán đảo Ả Rập, sử dụng khả năng tiếp nhiên liệu trên không nếu muốn tấn công Iran. Tuần trước, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran tuyên bố, trong trường hợp có sự can thiệp trực tiếp của các nước ủng hộ Israel, bao gồm Mỹ và gây hấn với Iran, các căn cứ và lợi ích của họ ở Trung Đông sẽ đồng thời phải đối mặt với các cuộc tấn công mạnh mẽ. Hôm 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm để thảo luận về kế hoạch tấn công Iran của Israel. Theo truyền thông Mỹ, khoảng cách đã thu hẹp giữa những gì người Israel muốn làm và những gì người Mỹ sẵn sàng để họ làm. Trong khi đó, Reuters hôm 10 tháng 10 đưa tin các nước vùng vịnh đã yêu cầu Mỹ ngăn chặn Israel nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Họ cho rằng điều này sẽ làm gián đoạn cuộc bầu cử Mỹ. Theo Reuters, một số nước Ả Rập ở Vịnh Ba Tư đã vận động Mỹ hạn chế Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vì lo ngại Tehran có thể trả đũa bằng cách tấn công hoạt động sản xuất của họ và làm gián đoạn thị trường toàn cầu. Ngoài ra, Reuters dẫn ba nguồn tin tiết lộ Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nói với Western rằng họ sẽ không cho phép máy bay của Israel sử dụng không phận của họ để tấn công. Nguồn tin của cả hai bên cho biết, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman được cho là đã thảo luận về một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi hôm 9 tháng 10. Hai quan chức Iran xác nhận Tehran đã cảnh báo Riyadh không giúp đỡ Tel Aviv, đồng thời lưu ý nước này không thể đảm bảo an toàn cho các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út nếu hỗ trợ Israel. Các nguồn tin vùng vịnh nói với Reuters rằng Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rất muốn giảm leo thang căng thẳng. Theo một nguồn tin khác, ở vùng vịnh, Mỹ sẽ không cho phép cuộc chiến dầu mỏ mở rộng. Vì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội giành chiến thắng của ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới. Nguồn tin nói, nếu giá dầu tăng lên 120 đô la Mỹ trên một thùng, điều đó sẽ gây tổn hại cho cả nền kinh tế Mỹ và cơ hội tranh cử của bà Harris. Giá dầu thô Brent hiện ở mức 78,10 đô la Mỹ trên một thùng hôm 9 tháng 10. Nhà Trắng không bình luận về những thông tin trên, nhưng xác nhận Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận qua điện thoại về các cuộc tấn công tiềm tàng của Israel. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm trực tiếp kéo dài 30 phút với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 9 tháng 10. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai nhà lãnh đạo sau gần hai tháng và là dịp để trao đổi về đòn đáp trả đã lên kế hoạch của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Thư kỳ báo chí Nhà Trắng Karen Jean-Pierre mô tả, Cuộc điện đàm này là phần mở rộng của các cuộc thảo luận giữa các quan chức Mỹ và Israel về phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công của Iran. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng đòn đáp trả của Israel phải tương xứng. Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Biden cũng lưu ý nhu cầu giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao ở Gaza và Liban. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới, cả trực tiếp và thông qua các nhóm an ninh quốc gia của họ. Nhà Trắng cho biết thêm về tình hình Gaza, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải đổi mới biện pháp ngoại giao để giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ. Tổng thống Biden cũng thảo luận về tình hình nhân đạo ở Gaza và sự cấp thiết phải khôi phục quyền tiếp cận phía Bắc, bao gồm cả việc khôi phục lại hành lang từ Jordani ngay lập tức. Theo CNN ngày 9 tháng 10, một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết, phong trào này ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Liban, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này công khai tán thành lệnh ngừng bắn và không đặt điều kiện phải chấm dứt xung đột ở Gaza phó tổng thư ký hezbollah naim kosem cho biết chúng tôi ủng hộ các nỗ lực chính trị do chủ tịch quốc hội nabi beri lãnh đạo nhằm đạt được lệnh ngừng bắn khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vững chắc và ngoại giao có thể đạt được mọi chi tiết khác sẽ được thảo luận và các quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở hợp tác Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Liban Abdallah Habib chia sẻ với CNN rằng ông Hassan Nasrallah đã đồng ý ngừng bắn tạm thời theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và các đồng minh khác trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước. Ngay sau đó, ông Nasrallah đã bị Israel nám sát. Nhưng dù Hezbollah công khai ủng hộ nỗ lực ngừng bắn, tình hình vẫn rất khó đoán định. Trong bài phát biểu của mình, ông xem khẳng định rằng phong trào này sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Israel không chấm dứt các cuộc tấn công. Ngày 9 tháng 10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết, trong những ngày gần đây, nhà chức trách Israel đã lại một lần ra lệnh cho hơn 400.000 người, vốn còn ở lại khu vực phía bắc của Wadi Gaza thuộc giải Gaza, phải chuyển xuống phía nam. Trong khi đó, phía Israel cũng đang thắt chặt việc hạn chế tiếp cận và mở rộng chiến dịch quân sự ở phía bắc cùng vùng lãnh thổ của Palestine. OCHA nhấn mạnh rằng cơ quan này tiếp tục quan ngại sâu sắc về tình hình ở các khu vực phía bắc của Gaza theo ocha các cửa khẩu để đi vào khu vực phía bắc gaza phần lớn đã đóng cửa đối với hoạt động nhân đạo cũng như giao thương khi các trạm kiểm soát ở bên trong gaza thì chỉ cho phép dân thường di chuyển xuống phía nam và cho phép một số lượng nhỏ giọt viện trợ nhân đạo vào khu vực phía bắc ocha cảnh báo rằng những diễn biến này đang khiến cho những dịch vụ thiết yếu cơ bản của người dân nơi đây lần lượt phải ngừng hoạt động theo Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA, 7 trường học trong khu vực được dùng làm nơi tạm trú cho những người đến lánh nạn cũng đang phải di rời và hiện chỉ còn hai trong số 8 giếng nước ở trại tị nạn Jabalia còn hoạt động. Người dân ở phía Bắc Gaza đang đối mặt với tình trạng thiếu đói vô cùng nghiêm trọng. Phát biểu trong buổi họp báo tại Ankara hôm 9 tháng 10, Đại sứ Ukraina tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vasin Bondna cho biết, Ukraina đặt mục tiêu sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình mới vào cuối năm nay với sự có mặt của Nga, song loại trừ việc tiến hành đàm phán song phương trực tiếp với Moscow. Đại sứ Bondna nhấn mạnh, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hội nghị này là đạt được một nền hòa bình công bằng ở Ukraina ông putna bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ diễn ra vào cuối năm và cộng đồng quốc tế sẽ cùng với ukraine lập ra một danh sách các bước có thể thực hiện để đạt được nền hòa bình đó trước khi đưa ra đề nghị với phía nga cũng theo đại sứ putna việc trao đổi với nga sẽ không được tiến hành trực tiếp mà thông qua các bên thứ ba một trong những bên quan trọng có thể đảm nhận vai trò trung gian này là thổ nhĩ kỳ quốc gia có quan hệ tốt với cả ukraine và nga trong ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Israel thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát một ngôi làng ở miền nam Liban. Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen cho biết lực lượng phòng vệ Israel đã giành quyền kiểm soát làng Maroun Andras ở miền nam Liban. Ông Cohen tuyên bố các thành viên can đảm của lực lượng phòng vệ Israel đã kiểm soát làng Maroun Andras, phá hủy những cơ sở được Hezbollah dùng để phóng tên lửa chống lại người dân Israel quân đội Israel sẽ truy quét mọi địa điểm mà đối thủ dùng để đe dọa người dân của chúng ta. Những hình ảnh được truyền thông Israel công bố sau đó cho thấy các thành viên lực lượng phòng vệ Israel đã cắm cờ Israel tại một công viên ở phía nam Maroun Andras. Trong một diễn biến đáng chú ý, lực lượng Hezbollah tại Lebanon vừa cho biết các thành viên của lực lượng này đã ngăn chặn hai động thái của quân đội Israel nhắm vào miền nam Liban trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công trên bộ nhằm vào khu vực này. Tuyên bố của Hezbollah nêu rõ các thành viên Hezbollah đã kích nổ một thiết bị nổ nhắm vào các lực lượng Israel và giao tranh với các lực lượng tìm cách vào thị trấn biên giới Blida ở đông nam Liban. Một tuyên bố khác nêu rõ các thành viên của Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào binh lính Israel bằng pháo kích và súng phóng lựu khi lực lượng này tìm cách tiến về khu vực biên giới Labone vào sáng sớm ngày 9 tháng 10. Khu vực này là nơi có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang đóng quân. Hezbollah cho biết họ đã ngăn chặn một số động thái tương tự như vậy kể từ khi quân đội Israel tiến hành các hoạt động quân sự trên bộ tại Liban vào ngày 30 tháng 9 vừa qua. Bộ Quốc phòng Iran mới đây dẫn lời Thiếu tướng Ebrahim Jabari, cố vấn của Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố các máy bay chiến đấu F-35 của Israel đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công tên lửa gần đây. Tướng Jabari cho hay, trong chiến dịch này, tên lửa của Iran đã tấn công các cơ sở quân sự quan trọng và nhà chứa máy bay chiến đấu F-35 của Israel phá hủy một số lượng lớn các máy bay chiến đấu này. Đây chỉ là một phần nhỏ trong năng lực phòng thủ của lực lượng vũ trang Iran. Mỹ và Israel đã sử dụng tất cả các loại vũ khí mới nhất của họ để đối đầu với Iran trong chiến dịch True Promise Nhưng, xét về mặt quân sự và tình báo, họ đã mất cảnh giác trước sự bất ngờ của chiến dịch. Iran gọi cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây vào Israel là chiến dịch True "Promise hai, một phần mở rộng của chiến dịch True "Promise 1", một cuộc tấn công của Iran và Israel hồi tháng 4 để đáp trả vụ Israel pháo kích vào lãnh sự quán của Iran tại Damascus, Syria. Trước đó, hãng thông tấn Safa NA của Iran đưa tin hơn 20 máy bay F-35 của không quân Israel đã bị bắn trúng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào Israel. Hôm 9 tháng 10, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã thông báo với các quốc gia vùng vịnh bằng việc cho phép sử dụng không phận hoặc các căn cứ quân sự chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ là điều không thể chấp nhận, đồng thời cảnh báo mọi động thái như vậy sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ Iran. Quan chức trên khẳng định, nước này đã nêu rõ mọi hành động của một nước vùng vịnh chống lại Iran, dù là cho phép sử dụng không phận hoặc căn cứ quân sự, sẽ bị Tehran xem là hành động của toàn bộ nhóm nước và Iran sẽ đáp trả tương xứng cũng theo vị quan chức thông điệp của iran nhấn mạnh sự cần thiết của việc đoàn kết và tầm quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định trong khu vực phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng quan ngại về khả năng israel có hành động đáp trả sau cuộc tấn công tên lửa của iran hồi tuần trước